Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2023, các xã An Bình, huyện Cao Lãnh, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là ba đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức tháng khuyến học, phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời đến cán bộ, hội viên và nhân dân toàn xã. Đến dự có trên 80 đại biểu lãnh đạo tỉnh, huyện và đảng ủy, ủy ban nhân dân, các đoàn thể xã, ấp và đại diện các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân. Đặc biệt có 45 gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập và tổ khuyến học tiêu biểu được Ủy ban nhân dân xã Tuyên Dương khen thưởng và 240 học sinh đến dự và nhận xe đạp, góc học tập, học bổng và ba lô để bước vào năm học mới 2023-2024. Tổng kinh phí là 250 triệu đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã kêu gọi toàn dân thi đua xây dựng xã hội học tập, học thường xuyên, học suốt đời trên địa bàn xã để hưởng ứng phát động của Trung ương.